Xin chào toàn thể anh chị em nha, chúc anh chị em mình ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha. Thì hôm nay mình quay lại cái cây sâm hương này, anh chị em mình nhớ không? Lúc mà giữa tháng 5 là mình dâm cành cái cây này anh chị em. Thì tới hôm nay là tháng 11 rồi anh chị em, nó cũng được là năm tháng mấy anh chị em ha. Nói chung thì những cái gì mình biết là mình chia sẻ lại tất cả cho anh chị em mình. Đây là khi mà mình dâm xong anh chị em, thì cái nhánh nó không đi theo ý muốn mình anh chị em. Lúc đó là mình sẽ áp cái nhánh này nè, mình áp nó đây thì cái nhánh này á thì nó cũng gần 4 tháng rồi anh chị em, ba tháng mấy rồi đó, thì nó cũng đã dính rồi như thế này rồi anh chị em. Giờ mình sẽ cắt cái dây ghép nó ra. Thì nói chung cái cây này á thì đôi lúc mà mình dâm á mà mình làm anh chị em nó không có đúng chi cành theo mình nữa anh chị em thấy không, thì cái chi cành này á nó không có mọc theo cái ý muốn của mình. Nếu mà nó mọc cái mé bên ngoài mà nó nhích lên tí xíu thì nó rất là hay là đúng chi cành anh chị em ha. Thì bây giờ cái chi này nó không đúng thì nó mọc ở bên trong á thì nó sẽ bị phù những cái nhánh cành phong anh chị em. Thì hôm nay mình sẽ cắt gọt nó, mình sẽ áp nó, mình không có áp mà kỳ này là cái nhánh này là mình ghép xuyên thân anh chị em, mình ghép xuyên thân nó luôn. Thì nói chung á thì cái cách ghép xuyên thân á thì nó cũng rất là hiệu quả anh chị em ơi, nó rất là tốt luôn á. Khi mà mình xuyên thân á, tuy rằng á thì cái nhánh nó dính á, nó chậm hơn khoảng cái cây mà mình áp cành anh chị em, nó cũng khoảng mất một tháng mấy hai tháng đó. Thì nói chung á thì xuyên thân thì mình ghép nó rất là chắc chắn, mà sau này nó không bao giờ nào nó để thẹo hay mình gọt cái gì anh chị em. Đó, thấy cái nhánh này nó phù không đó, cái nhánh này mình ghép xuyên thân nè đó anh chị em thấy không. Thì khi mình ghép xuyên thân xong rồi á thì những cái phần dưới này nè là mình sẽ gọt nó đi anh chị em. Đó, nếu như thế này nè thì nói chung là nó mau dính lắm, mình sẽ gọt nó đi, nhưng mà cái chắc chắn nó không bằng cái xuyên thân đâu. Thì sẵn đây là mình quay lại cái cây sâm hương mà mình ghép xuyên thân anh chị em. Thì lúc mà mình ghép xuyên thân từ lúc mà cái giữa tháng 7 luôn á thì tới hôm nay đó thì nó cũng được mấy tháng rồi, thì nó rất là ok rồi. Thì tới giai đoạn này á mình sẽ cắt nó luôn anh chị em. Đó, mình thả nó lên anh chị em thấy không. Đó, từ cái nhánh dưới đó là mình dâm nó, khi đó dâm xong rồi mình đắp là mình xuyên nó qua, mình khoan nó, mình xuyên thân nó. Tới hôm giai đoạn này thì hôm nay cái nhánh này nó theo giữ ý mình anh chị em, nó bự rồi mình không thả nó nữa, thả tới đây là được rồi. Tới hôm nay là mình sẽ cắt nó luôn anh chị em, mình cắt nó để cho nó mọc ra cho phân chi anh chị em. Đó anh chị em thấy không, khi mình ghép xuyên thân như thế này á thì cái cây á là mình không cần gọt cái gì anh chị em, nó rất là hiệu quả và nó chắc chắn mà nó đẹp lắm anh chị em, nó không có bị phù nữa. Thì mình ghép áp á thì đôi lúc mình cũng phải gọt anh chị em, ghép áp á thì nó rất là nhanh, nhưng mà mình khi nó dính rồi mình gọt á thì cái nhánh sau này nó không chắc chắn đâu. Còn mình ghép xuyên thân như thế này á thì cái nhánh nó rất là chắc anh chị em, nó nằm luôn cả trong xương luôn, nó không có bị phù gì á, nó giống như là từ cái nhánh nó tự nhiên mà nó mọc ra đó anh chị em thấy không. Đó, thì tới hôm nay thì cái nhánh này thì mình cũng đã đạt yêu cầu của mình rồi, thì nói chung là nó cũng vừa ý rồi. Giờ mình cắt nó, giờ chỉ còn nó phân chi ra nữa rồi thôi. Thì hôm nay á thì cái cây sâm hương này á mình dâm cành á thì cái nhánh nó không theo ý muốn mình chị em. Nói chung là mình làm cái cây á mà bất cứ cây gì cũng vậy á, mà mình theo mình ý muốn mình thì nó không có theo đâu anh chị em. Thì hôm nay mình sẽ khoan nó qua, mình xuyên thân nó luôn chị em. Đó, thì cái nhánh này anh chị em thôi, thì khi mình gọt nó xong á thì nó nằm mé bên trong á thì nó nhìn nó kỳ lắm anh chị em, nó không có đúng cái chi cành á. Thì cái cây này á nói chung là mình lúc mình dâm tới hôm nay cho là được 6 tháng đi, mình nói là 6 tháng là dư rồi đó. Nhưng mà cũng rất là ok, hiệu quả anh chị em ha, rất là nhanh luôn. Thì hôm nay mình sẽ ghép nó xuyên thân nó luôn, mình lấy cái nhánh này nè, mình xuyên nó qua thì nó theo cái ý muốn của mình anh chị em. Thì đúng cái chi cành của mình đi á thì nó nằm mé bên ngoài á thì cái cây nó rất là hay. Thì hôm nay mình sẽ xuyên qua, mình chia sẻ lại tất cả cho những anh em mà mới tập chơi á, mà mình có những cái cây như thế này á mà nó những cái tay cành đó mà nó không có đúng theo ý muốn mình anh chị em, thì tất nhiên là mình phải tự cái tay mình làm cho nó anh chị em ha, để mà theo cái ý muốn cho mình được. Nói chung á thì cái kinh này á, rồi lúc trước á là cái kinh YouTube này á là mình làm á, là mình á là chủ yếu là lúc trước là mình làm dừa, rồi sau cái thời gian đó mình không có thời gian mình làm anh chị em, thì mình bỏ nó cũng khoảng cũng 2 năm mấy, gần 3 năm anh chị em, mình cũng không có sử dụng nữa, thành ra mình bị mất tương tác dữ lắm. Tại vì lúc đó là mình chỉ có tạo kinh này ra là mình làm dừa bonsai thôi. Thì mình sẽ đổi lại, mình sẽ làm những cái cây tập làm bonsai mini anh chị em. Những gì mình biết mình chia sẻ đến tất cả anh chị em mình, thì anh chị em mình có xem thì ủng hộ cho mình một like ha. Nói chung là mình bỏ lâu quá rồi, khi mà mình làm lại những cái cách khác thì nó bị mất tương tác anh chị em ơi, nó mất rất là nhiều luôn. Nói chung là mình chủ yếu là mình làm chủ yếu là mình vui chơi rồi thôi này kia thôi, chứ mình thật tình ra là mình không có chú tâm, lúc đó là mình không có chú tâm là mình để xây dựng cái kênh này, thành ra đâm ra là mình bỏ nó mất một cái thời gian của nó rất là dài luôn.
thành ra nó mất tương tác hết trơn rồi. Thì cũng mong anh chị em mình có xem thì thấy ok thì cho mình một like nha anh chị em. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh chị em mình rất nhiều nha. Rồi chúc anh chị em mình ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha.